Thì nhưng đứt cả 2 giây sao? Tròn 1 tiếng để mình xử lý xong cái thuê bao mà bị mất quang. Hello mọi người nhá. Đây là một cái thuê bao mà nó đi lên cây. Khoảng cách đi lên cây này khoảng độ 70 mét. Và hôm nay là mưa dông, nó đứt mất cái dây rồi. Bởi vì nó đi lên cây này cho nên là nó bị đứt. Bây giờ chỗ dây này nó bị ngắn rồi. Trời mưa gió rét. Không biết còn đủ dây mà nối đến đấy không nữa. Vào trong này thì nó xa, nó cách trung tâm huyện khoảng độ tầm 30 cây cơ. Cho nên thôi mà, trời mưa nhưng mình cũng cố để làm cho xong ấy. Nếu mà không đủ thì mình sẽ đi chiều bên này. Mình sẽ cố kéo về cái chiều bên này. Dây nó rụng xuống, bây giờ trèo lên cột điện này. À đây, đây này. Đây tác hại này. Đây là cái việc người ta chặt. Dưới này nữa. Ui. Cẳng quá nhỉ. Rất là trơn mọi người ạ. Hiểu thằng ông nào kéo dây mà kéo chán đời đấy. Thì nhưng đứt cả 2 giây sao? À, đây không phải là người ta chém mà là bị cây này nó đổ, cây chuối nó đổ. Cây chuối đổ cho nên bị đứt.
Chưa bạn. Đây không biết cái dây nào nữa. Chết thật. Mình sẽ kéo dồn cái dây này sang, để nếu mà hai cái dây này nó kéo trùng lại thì mình sẽ dồn cái dây nhà này sang nhà bên kia. Xong mình sẽ cắt cái dây bên này, mình sẽ chuyển sang nhà bên kia. Đấy, để đảo hai cái dây này. Bực thế. Chắc đây là cái dây đứt này. Đây là cái dây đứt này. Mình hy vọng cái dây trùng này sẽ là cái dây này, nó sẽ là cái dây để mình dồn về bên kia. Nếu mà phải như vậy thì nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà nếu mà cái dây góc bên dưới này không phải nhà bên kia thì đúng là kéo dây.
giờ lên trên này cũng khó, mà xuống cũng khó. Đây là cái khó khăn trong cái việc mà mình đi lên trên cây. Mình đi lên trên cây thì cái mùa mưa gió như này thì nó rất là dễ bị đứt dây. Không biết phải nào là dùng không ạ. Ba. Nhà mình có dùng wifi không bà giờ? Nhà bên đi dùng hả giờ? Nhà bên đi hả bà? À, nhà em có bật wifi không? Anh chưa ngó nó là có đèn đó không? À, ngó nữa nè. À, chuyến là cái đứng dậy. Rồi rồi. Nó đang bị đếch ạ. Và nó bị đếch đi nữa. May quá anh em ạ. May là mình sẽ cắt được cái đầu dây. Mình sẽ cắt được cái đầu dây và mình sẽ chuyển. Mình sẽ chuyển hai cái dây thuê bao đấy. May là cái nhà này là kéo tủ bên ngoài kia. Còn nhà trong này thì đường dây bên này. Đây, mấy thanh niên này kéo dây chán. Mình sẽ chuyển sang bên này. Bên đây có chốt không nữa. Bên đây không chốt anh em ạ. Tí mình lên mình sẽ chốt lại. Đây là đợt trước có mấy anh em đi kéo nhưng mà họ không biết nhà nào ấy, cho nên họ không dám cắt, cho nên là phải kéo ngược cái tủ cát, kéo ngược như vậy nó rất là xa,
từ cái đây, từ đây về cái tủ bên kia thì nó khoảng hơn 500 mét cơ. Nếu phải mình thì mình sẽ cắt cái đầu dây nhận này, mình sẽ chuyển vào kia, mình sẽ đỡ phải kéo, đỡ phải kéo tốn thời gian lắm. Nó bị tiếp bên này bác. Nó bị đây có chuối bên á. Đấy. Bá đi ăn nằm cửa à? À. Xuống nó về Đào Phúc ạ. Và mưa và
bác mười lắp mấy giờ? Bác kéo lên mét này. Vâng. Vâng. Thì bác dọn cho Xuân mấy cái dây nữa cơ hết. À, vâng, Xuân đi xa đây cho con thì chuyển nhau khó van đi cơ. Nó bị hao nhá. Câu chuối bị lé. Rất là may anh em ạ. May mà có cái nhà khách, nhà lúc nãy là kéo cái hồ bên kia. Và mình sẽ vòng, mình sẽ vòng được cái dây sang. Và mình sẽ chuyển được cái khoảng cách ở đây. Khoảng cách của cái dây thuê bao ở đây nó sẽ gần lại. Từ đây sang bên này. Rồi sang bên này thì mình cắt đi cũng được. Hai quặng cột thì sẽ vào nhà được. Chỗ này thì mình sẽ vào được nhà này. Cắt đi. Không cần dùng đấy nữa. Mày thế. Đây, mình sẽ vứt cái bó dây này ở đây. Ở đây bó dây này thì dân người ta sẽ lấy thôi. Chả vấn đề gì. Hôm nay thì mình đi vào trong này mình cũng chủ quan là mình cũng không có mang dây. Lúc nãy mà nếu không có nhà này thì phải xử lý lại cái cách khác.
Và như vậy chúng ta sẽ rút ngắn được cái khoảng cách của cái đường dây xuống. Mình sẽ băng từ cái cột này sang lên cái cây này. Thấy cột đâu. Đây. Cột ở bên này. Ui, đây là cột tròn. Bỏ mẹ rồi anh em ạ. Tròn. Ba. Vâng. À, chân đi lên cơ nữa. Ăn hết xuống bò cao lên ăn mà. Mùa này mùa xuân rồi nhưng mà thời tiết vẫn còn rất là lạnh. Mình sẽ lên hết cái tầm thang ở đây. Vòng qua đi đâu đây?
tròn 1 tiếng để mình xử lý xong cái thuê bao mà bị mất quang. Và cũng rất là may mắn khi mà có một cái đường dây nó ăn hổ bên ngoài này, thì mình cắt một nửa, mình dồn về nhà bên kia, xong còn đường bên dây bên này mình lại dồn vào nhà mất quang, và giảm được cái khoảng cách một khoảng hai khoảng ba khoảng bốn khoảng, mình giảm được 4 khoảng cột điện mọi người nhá. Đâu đấy là 4416, 160m. Đây, lấy cái đường dây từ cái tủ này để vòng về cái nhà vừa nãy mất quang. Đây, cái tủ ở đây. Đó. Và nguyên nhân thì mọi người thấy ở trên video là nó bị cái hôm nay trời mưa, sau rồi dân người ta trồng chuối ấy, là nó bị cây chuối nó bị đổ đè lên cái dây cắp quang, dẫn đến là nó bị đứt cái dây. Nếu hôm nay mà không có cái dây kia thì cũng là một vấn đề rất là lớn đấy. Mình sẽ xử lý nhanh hơn, nhưng mà dây thuê bao nó không được đảm bảo, bởi vì mình phải dồn lại cái đường dây. Cái thứ hai nữa là hôm nay có máy hàn, nhưng mà máy hàn này không hàn được. Đấy, hôm qua cầm máy hàn đi để hàn cái tủ ống cáp nhưng mà không hàn được, hôm nay định cầm đi giả. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài trung tâm đây. Từ đây ra phải rơi vào tầm 30 phút nữa thì mới ra đến ngoài trung tâm. Căn bản hôm nay mình vào mình cũng muốn xử lý, bởi vì đây cái xã ở trong này thì nó cách xa trung tâm, cho nên là mình đi đi lại lại nó rất là tốn thời gian. Thật ra thì khách hàng cũng không biết là bị mất quang đâu, mất đứt cáp quang, nhưng mà ở trên hệ thống bây giờ nó tự động. Và cái điều tự động đấy là nó phải nói là một trong những cái mà sáng kiến rất là tốt. Ví dụ đơn giản như cái lúc nãy là nó có hai cái đường dây nó bị rơi cùng một điểm, và một dây đứt rồi, một dây là không đứt. Nếu mà không có cái trường hợp mất quang mà để khách hàng phản ánh lên ấy, thì nó mất một cái khoảng thời gian nó rất là lâu. Ví dụ khách hàng như ở trong này, khách hàng cũng ít hay gọi lên tổng đài. Nếu mà để khoảng độ tầm 3-4 tiếng nữa chẳng hạn, mà dân người ta ra chặt chuối đấy, không may người ta lại chặt phải cái dây nhà kia, thì thành ra là mình mất cả hai dây. Cho nên cái việc mà ở trên hệ thống nó tự động nó phát hiện ra cái đứt dây thuê bao này là một điều rất là tuyệt, rất tuyệt vời, để mình đảm bảo cái hạ tầng mạng lưới. Và cái thứ hai là để giảm cái việc mà khách hàng phải gọi lên hệ thống. Thứ ba nữa là đỡ vất vả cho anh em. Nếu mà anh em nào nối hai điểm thì nó mất hơn so với cái việc mà anh em nối một điểm xong mình chuyển lại cái đường dây. Đó. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà đi xử lý một thuê bao mà bị mất quang. Và cũng em cũng chạy ra ngoài thị trấn đây, thì hẹn mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.